từng lời yêu thiết tha, bỏ lại những nỗi yêu phiền. Về bên mái ấm yêu thương, về bên mâm cơm vẫn chờ ta, nụ cười ánh mắt thân quen, hạnh phúc nào hơn. Còn trong ta kia còn tim bình yên, dù đi xa nơi đâu cũng mong trở về, tìm về nơi ấy, nơi có những vòng tay luôn chờ đợi ta. Ông Tâm, uống thuốc mà cũng quên nữa. Phúc nè, bà nói nè, có ngày cái cơ ngơi này sẽ thuộc về con. Trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên của ba bây giờ đặt nặng lên đôi vai của con. Thôi bây giờ về, về đi con ha. Phúc nghe, nè, nghe. Con phải thông cảm cho ba chứ. Bây giờ ba đang bị bệnh đó, má con mình về thôi. Thôi bây giờ về, hai má con về đi ha. Nghe con. Thôi, hai má con em về nghe. Dạ, anh ráng giữ gìn sức khỏe đó nha. Thôi, hai mẹ con cứ yên tâm đi, anh khỏe mà. Nghe. Về đi. Thôi mà, khuya rồi, hai má con về nha. Nè, hai má con đừng có đi xe ôm nữa. Cô ta phải không? Đi taxi về cho nó an toàn, nha. Dạ. Là cô ta, đúng là người đàn bà trong bệnh viện mà. Là cái người, cái nhà đặt lồng đèn của ông Tâm. Để cầm lấy đi. Dạ thôi, tiền bữa trước anh đưa vẫn còn nhiều mà. Thôi ngại cái gì không biết nữa. Nè, cầm lấy tiền mà đi taxi. Thôi má con em về nha, anh ở lại giữ gìn dạ, sức khỏe. Dạ, tôi ba cũng về nha. Thôi về đi con. Dạ. Gọi là ba sao? Sao ông Tâm, ông có giận lẽ con riêng phải không ông Tâm? May quá, ông vẫn chưa ngủ, có mấy viên thuốc mà ông cũng bỏ quên nữa. Tôi quên. Ai tới nhà mình vậy ông? Có ai đâu. Vậy chứ còn vỏ trái cây kia.
Nhang thì tôi thấp, còn vỏ trái cây là của con Lê, nó mang qua đó. Vậy hả? Vậy thôi, ông uống thuốc rồi đi nghỉ sớm đi. Tôi phải về bên nhà. Bên nhà còn cả đống công việc nữa đó. Hay là tôi về tôi phụ với bạn nha. Thôi khỏi, ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, để rồi ngày mai còn tiếp khách. Tôi về nha. Tôi về nha. Em cũng đi ngoại tình, là mình có đứa con riêng bên ngoài phải không anh? Ừ. Anh biết chính vì vậy cho nên em đã khổ sở bấy lâu nay. Không phải em khổ sở, mà em muốn chết lên chết xuống bấy lâu nay. Em à, em có biết là anh thương em nhiều lắm không? Anh thương em hả? Anh thương em. Tại sao anh cứ hù với má ăn hiếp em hoài vậy? Em phải hiểu cho má chứ. Má không ăn hiếp em đâu. Thực ra má chỉ thương vợ chồng mình thôi. Má thương, má thương là má có thể nghi ngờ em được hả? Kết quả mà em đi khám vậy, má không có tin. Má nói là em lừa gạt má, má nói là em sợ, má bắt em đi khám lại kìa. Em à, không phải như em nghĩ đâu. Tại vì là má biết người bác sĩ này rất giỏi, cho nên má muốn tự tay đem đi khám thôi. Em có hiểu không? Anh lúc nào cũng bên giúp má. Chưa bao giờ anh hiểu được cảm giác của em. Anh rất thương em ạ. Ngày mai má anh bắt em đi khám lại đó. Nhưng mà ngày mai bên nhà em lại có đám giỗ. Còn mẹ em thì sao? Một mình mẹ em phải lo tất cả mọi chuyện. Bà của em thì mới mổ xong, bà còn yếu lắm. Còn con Lan nữa, con Lan nó có con nhỏ mà, nó có làm được cái gì đâu. Một mình má em phải gánh vác hết tất cả mọi chuyện để cho em đi khám lại, bởi vì má chồng em không có tin. Má thương vậy đó hả anh? Được, ngày mai em sẽ đi khám. Đến lúc mà bác sĩ nói là em vô sinh thì lúc đó má anh vui lắm. Ê, trời ơi, nói cái gì kỳ cục vậy? Anh hết hiểu em nổi rồi. Em Lê à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng chưa? Nhưng mà em có hiểu không? Anh bây giờ như điên lên vậy đó, anh không biết phải làm sao hết. Đó, thân xác ở đây nè, em muốn làm gì thì làm đi. Chỉ giữa em với má, thì em cứ tự quyết định đi. Em xin lỗi.
Em xin lỗi. Ôi mà khuya rồi, hai mắt con về nha. Dạ, hai mắt con đừng có đi xe ôm nữa, đi taxi về cho ta an toàn nha. Dạ. Alo. Dạ, con nghe nè má. Con ngủ chưa? Dạ, con chưa ngủ. Mà có chuyện gì vậy má? Má có chuyện muốn nói với con. Má chỉ muốn dặn con, sáng mai qua đây sớm phụ má nha con. Tại vì nhà mình nấu nướng nhiều quá, má chỉ sợ một mình má. Rồi má làm không có xuể, làm cái này thì má lại quên cái kia. Dạ má ơi, ngày mai con bận công chuyện rồi má. Vậy thì con đi lo công chuyện của con trước đi nha. Bây giờ thì tắt đèn đi ngủ đi, đừng thức khuya quá nghe con, phải nghe lời bác sĩ đó. Dạ con biết rồi, má cũng ngủ sớm đi nha. Khách tới rồi chị ơi, để tụi em phụ chị cái. Coi bàn nào thiếu đem ra giùm chị. Dạ dạ có liền chị. Chị phụ tôi bưng lên. Dạ cái này. Chú ba chú tư coi bàn nào thiếu chăm lại giùm chị nha. Chị hai yên tâm đi. Dạ được chị hai. Coi đem đồ ăn giùm chị nha. Dạ dạ. Đem từng món ra. Dạ dạ. Trời ơi năm nào cũng vậy hết, chị hai làm đồ ăn ngon quá. Coi bàn nào thiếu đem ra giùm chị. Dạ dạ rồi chị hai. Tiếp mày chị. Dạ 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 để chú bưng. Rồi đây nữa nè. Thằng Minh nhà em hôm nay phải học thêm anh văn, bây giờ em phải đón nó nè. Em biết rồi, đón nó một cái là em chạy qua phụ má liền. Mà chị cũng lạ thiệt á, khám bữa nào cũng khám, nhè ngay bữa giỗ tổ mà đi khám. Hôm bữa khám rồi còn cái gì, cái gì mà rườm rà quá đi. Được rồi vậy thôi nghe, lẹ lẹ lên đi anh, qua còn phụ má nữa, tưởng có bà Lê ai về. Con. Hôm nay con ngoan không? Dạ anh, con kìa anh. Dạ. Gọi con đi. Lên xe đi con. Lên xe. Minh ơi. Dạ. Đây nè, ở đây nè con, đây nè. Má. Trang My. Chào Minh. Chào con Trang. Ai vậy? Giới thiệu với em,
đây là Lan, bà xã anh. Còn đây là Trang, má của bé Trang My, cùng lớp với cô Minh. Chào cô, thôi đi anh, lẹ lẹ lên đi anh. Con lẹ lên bà ngoại chờ đó. Dạ 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 dạ. Anh về trước nha. Má bạn Trang My đẹp quá ha. Thì con nói má bạn Trang My đẹp hơn má mà. Nhưng mà ba con lại nói má đẹp hơn má bạn Trang My đó. Anh đi đâu vậy? Anh đi về ngoại. Đây là hướng về nhà nội. Ngoại hướng này kia mà. Quỳnh lại. Dừng lại. Nè, sao anh cứ như người mất hồn vậy? Đang nghĩ cái gì vậy? Chưa già đã lẫn rồi. Thôi Quỳnh lại đi. Má. Má. Má sao vậy? Sao vậy má? Má không sao. Má khỏe. Má không sao đâu con. Hay là chị Lê có chuyện gì? Tự nhiên khi không là dẫn nhau đi khám và trước giờ dỗ là sao? Má cũng lo như vậy. Không biết con Lê nó có chuyện gì không? Ủa má không biết gì hết hả? Mà thôi, chắc con có chuyện gì đâu. Cũng tại cái bà má chồng bên đó, tự nhiên khi không là hứng sản đó mà. Cả đêm hôm qua má làm quật quật rồi, chắc là không chợp mắt được chút nào luôn chứ gì. À rồi không sao đâu con. Con vô con phụ mấy dì mấy cô. Con dọn phụ giùm mấy cô đi nha. Má không sao đâu. Dạ. Sao rồi em? Vẫn bình thường. Vậy là sao? Xin mời. Mồi nhìn ngon quá ha. Anh cũng đỡ rồi. Ăn ngon con. Mạnh hả con? Dạ cô chào bác. Vô ngồi luôn đi con. Vô đây ngồi. Chào anh Xui. Chào chị Xui. Dạ chào chị Xui. Chào chị Xui. Dạ chào anh Xui. Chị Xui ngồi. Mời chị. Má ngồi đi má. Thứ ba con mới qua. Xong hết chưa má? Xong hết rồi con. Con qua ngồi bên con Lan đi. Dạ tôi với lại mấy đứa nhỏ mới làm lễ ở bên nhà thờ họ đó. Công nhận chị Xui khéo tay thiệt. Trưng bày cái mâm thợ bển á, vừa trang nghiêm vừa đẹp quá chừng đi à. Cảm ơn chị. Năm nào cũng vậy chị ơi, hãy tới đám dỗ là chị hai em cực nhất, còn tụi em chỉ đi lòng vòng phụ thôi. Dạ cực mấy chị cũng vui mà. Dạ nhà anh chị Xui á đông con nhiều cháu, mỗi dịp mà dỗ quải lễ Tết rồi đó, mọi người tề tụ lại đông vui quá chị Xui ha. Dạ không có giống như bên tôi, con mình thằng Mạnh nè à. Mà cứ vợ gì đâu á, mấy năm trời không thấy con cái gì hết trơn, đi vô đi ra thui thủi con cái thân già. Ta nói đi chợ mà gặp đồ ăn ngon, muốn mua về nấu mà biết cho ai ăn đây. Kìa má, đầu muốn chết. À hôm rồi tôi thấy cháu Lê nó đi khám, nó ổn mà chị. Dạ thì bác sĩ nói là nó đâu có gì bất thường, do nó căng thẳng tâm lý nên khó có bầu. Nhưng mà tôi có làm gì đâu mà nó căng thẳng. Năm nào cũng đi khám, rồi năm nào cũng về nói là không sao. Không sao mà chờ hoài không thấy gì hết trơn. Con nghĩ bác sĩ nói đúng đó. Uống đi con. Suốt ngày cứ căng thẳng mệt mỏi như vậy thì làm sao mà có bầu được. Cho nên lỗi không phải là do chị Lê của con, mà chắc là do nguyên nhân khác kìa. Lan, nói cái gì vậy? Dạ chắc trời chưa cho thôi chị à. Dạ
Tôi nghĩ chắc cũng phải là do phước đức của cha mẹ nữa đó chị Xui à. Mạnh, vừa với chú Ly, bảo đảm với con tối nay sẽ có bà Bi liền à. Dạ. Mời anh hai, mời bà Xui, mời tất cả mọi người. Xin mời. Rồi, mọi người cùng nâng ly ha. Cảm ơn chị Xui. Dạ, xin mời chị Xui. Lan, Lê, dạ, hai đứa uống với chú Tư cái nè. Vô nha. Dạ, mời cả nhà dùng bữa. Buồn hả má? Đâu có đâu con. Con thấy bữa nào má gặp chú Hoài má cũng buồn hết đó. Ủa đâu có đâu. Chú Hoàng với má đâu có liên quan gì đến nhau đâu mà buồn. Dạ con biết rồi. Tại vì chú Hoàng là bạn của ba, nên lúc nào má gặp chú Hoàng má nhớ lại chuyện xưa nên má buồn. Phải không má? Không phải đâu con. Chú Hoàng là người tốt, ba con cũng vậy mà. Nhưng mà ba với má không có hợp nhau cho nên phải chia tay. Nhưng mà ba với má cũng là bạn tốt của nhau mà. Con thấy má nói có đúng không? Má Toại nói tốt cho ba không? Má nói thiệt đó. Mọi người đều là người tốt cả thôi con. Chỉ là mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nên theo đuổi những mục đích khác nhau, cho nên con phải hiểu và thông cảm cho họ. Con biết không? Mọi người về hết chưa con? Mọi người về hết rồi má. Má cực quá hả? Má cực, nhưng má cũng vui vẻ nhiều. Nhưng mà con có biết là má khổ tâm không con? Má, má bị sao vậy hả má? Má đừng có làm con sợ. Có bao giờ mà con tưởng tượng có một ngày ba con có vợ lẽ con riêng bên ngoài không con? Má, má biết hết rồi hả? Như vậy là sự thật hả? Nó là con trai của ba con hả? Dạ. Có phải không vậy? Có phải nó là con trai của ba con không? Má biết hết rồi sao má? Người đàn bà đó và đứa con trai đó là vợ nhỏ, là con riêng của ba đó má. Là vợ nhỏ, là con riêng của ba. Má, vợ nhỏ và con riêng hả? Má, má ơi, má đừng làm con sợ mà má. Má ơi, má, má ơi. Như vậy là nó là con trai của ba con hả? Má, má ơi, má, má ơi, má, má bình tĩnh lại đi má. Má, không phải gì má, không phải gì má mà bị ngắt ngọn từ đây phải không con? Như vậy là phải ăn mừng. Như vậy là phải ăn mừng con à. Phải ăn mừng với má con. Phải ăn mừng. Hai má con làm cái gì mà lăng xăng?
Ủa định đi đâu vậy? Má. Ê nè nè nè. Trời đất ơi. Ủa cái chuyện gì kỳ cục vậy? Chắc là con Lê với thằng Mạnh cãi nhau nữa rồi. Cái tuổi này có cái chuyện gì cũng về đổ lên đầu má nó hết. Má, má ơi má, má, má đừng như vậy mà. Có phải là ba con có con trai phải không? Có thật là ba con có người đàn bà khác phải không? Vậy là ba con đã phản bội má hơn mấy chục năm trời rồi hả? Má, có lẽ vì ba con, ba con chỉ muốn có con trai thôi mà. Con à, mình đi gặp người đàn bà đó nha. Má. Má à, ba không có qua đâu. Má cứ làm cái món bồ câu tìm hạt sen cho ba chi vậy? Ba ngày rồi con phải ăn giùm ba đó. Sớm muộn gì ba cũng qua thôi mà. À, ba con mới vừa gọi điện nói là chị Lê đang cự nữ với chồng, rồi đang làm mình làm mẩy ở bển á. Thì chuyện của người ta má quan tâm làm gì? Mà má nè, con không thích má nhắc cái chuyện chị Lan hay chị Lê trước mặt con đâu nha. Dù sao cũng là mấy chị của con mà. Mấy chị gì chứ, mấy chị đó có bao giờ xem con là em đâu. Phúc nè, con á là khúc ruột trên khúc ruột dưới với mấy chị, chắc chắn là mấy chị sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Con tin má đi, cho đến hết đời này kiếp này má không bao giờ nguôi được mặc cảm tội lỗi với lúc nào má cũng cảm thấy có lỗi với má của hai chị ấy, là vợ lớn của ba con đó. Rủi sau này bả mà biết chuyện thì má phải tính sao đi chứ. Con coi bộ này có được không con? Hay là cái này? Dạ. Má, sao mà con thấy má đi gặp cô ta mà chuẩn bị đồ đạc kỹ lưỡng chi vậy? Còn hơn là má định đi đâu gặp ba nữa. Cái này được không? Chắc cái này được hơn phải không? Ừ. Má mặc bộ này đẹp lắm. Má mặc bộ này đi má. Con, cái người đàn bà đó có phải đẹp hơn má không? Có phải trẻ hơn má không con? Không má, cô ta không bao giờ so sánh được với má con đâu. Má con lúc nào cũng đẹp hơn, cũng trẻ hơn hết á. Công việc má cũng sinh được con trai của ba con. Cái này được ha. Không hiểu sao mà má vui, má hồi hộp quá. Giống như là lần đầu tiên má gặp bà nội con. Má, con là cô ta đó má. À, con đợi con hãy định thần lại chút xíu đi, ba run quá ha. Má, con đã nói với má rồi mà, má đừng có run gì hết á. Người có lỗi chính là cô ta phải xin lỗi má và xin lỗi tụi con mới đúng chứ. Má gặp cô ta, má phải ngẩng cao đầu, má tự tin lên cho con, không sợ gì hết, má không có lỗi. Má biết nhưng mà không hiểu sao má hồi hộp, má run thiệt đó. Má không có gì phải run hết á.
nghe lời con, má đi theo con. Má còn ở đây, má không sợ gì hết. Con cứ tạ nói với má như thế nào. Khoan, khoan, khoan. Má. Ừ? Phúc nè, con coi thử coi bữa nay đại có báo mưa bão gì không vậy? Sao tự nhiên má thấy bức rứt, sốt ruột quá hả? Sốt ruột cái gì chứ? Má cứ lo mấy cái đồ của ba rồi phơi đi rồi phơi lại. Không mưa mới là lạ đó. Má muốn gọi điện cho ba quá hả? Coi ba có bị sao không? Mà sao tự nhiên má thấy trong người bức rứt, lòng trộn rộn cứ nghĩ tới ba của con không hả? Không biết ba có bị sao không nữa. Già rồi, coi vậy chứ khỏe đó. Rồi bệnh đó liền con à. Má cứ gọi đi, má sợ gì chứ? Nhưng mà đâu có được. Ba đã tắm rồi, không cho má gọi điện trước cho ba được còn gì. Ba nói bất luận có chuyện gì cũng không được gọi cho ba trước. Má gọi cho ba rồi, để vợ ba nghe máy thì sao? Mà sao ba con mới vừa gọi điện hồi sáng? Bây giờ mới đầu giờ chiều mà má đã thấy sốt được dữ vậy ta? Má thì sốt được chuyện của ba, còn con sốt được chuyện của con nè. Bây giờ đi thêm rồi đó. Ha, để má đưa con đi. Dạ, con vô trước nha má. Má đi với con đi. Đi má. Khoan đã, con cho má định thần lại đi. Dạ, má đi với con đi. Nhưng mà khoan, con nhìn lại đi, má mặc bộ dạng vậy coi được không vậy? Dạ, má đừng có so sánh má với cô ta nữa. Đi má. Má run quá. Má gặp cô ta, má không biết nói gì nữa. Con đi về con à. Sao lại về má? Con đi về. Con đi về. Phúc, Phúc, Phúc nè, con nhìn thử coi ai giống như là vợ của ba con đó, đi với chị Lê phải không? Kìa. Thôi, chắc gì đúng người thôi. Má cũng để giờ rồi kìa. Đi 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 đi. Bà ơi, bà nè, con Lê nó về rồi hả? Sao bà không kêu nó vô ăn cơm với mình? Thật đất ơi, hai má con bà thiệt là đi siêu thị mua sắm từ sáng tới giờ á, không có mệt, về tới nhà cái đường người ra hả? Giờ sao? Tới giờ cơm rồi, phải cho tôi ăn để tôi uống thuốc chứ. Để tôi xuống dưới, tôi làm cơm cho ông ăn. Ba nè. Ba. Ba. Ba đón con vua hơn má nhiều. Ừ, nè, hôm nay cô Minh có học giỏi không? Dạ giỏi. Mà nhỏ chân mày đó thấy ghét quá à, ba. Ừ, sao vậy con? Nó nói á, ba của nó là kẻ phản bội. Mà ba là bạn của ba nó. Có nghĩa ba là bạn của kẻ phản bội. Mà con á là con của ba. Có nghĩa con cũng bị Lê phản bội luôn, cho nên nó ghét con. Không chơi. Lại để ba nói nè. Không được nói như vậy nghe chưa? Thưa má. Chào cô. Ừ. Chào con. Bạn á, má là kẻ phản bội chứ không phải tôi. Kìa. Bạn mới là kẻ phản bội luôn á. Bạn đi. Á. Thôi con. Bạn á. Bạn mới ăn hiếp con không á má? Ai biểu con nói ba là kẻ phản bội? Sao con hư vậy mi? Con nói đúng mà, ba là kẻ phản bội. Bà ngoại nói với con vậy đó. Con ghét chú Hòa, con ghét mẹ Minh luôn. Mi, con thôi không nói nữa. Sao con hư quá vậy?
kìa em, con nít mà. Em xin lỗi. Đồ Minh Út. Mi. Minh, ba đã nói con là không được nói bạn như vậy kia mà. Con không phải là người hư, con không phải là kẻ phản bội, con ghét kẻ phản bội. Minh. Ê à. Ba đã nói con rồi, không được nói như vậy kia mà. Lên xe đi về. Rồi nói vô. Hôm nay bà sao vậy? Trước giờ tôi thấy bà nấu vừa miệng lắm mà. Sao hôm nay canh mặn chát vậy? Ông tự nêm vô đi. Trời đất ơi, canh mặn mà bà đưa tôi thêm bột canh làm sao? Đi đâu đó? Sao không ngồi xuống ăn cơm luôn? Ông ăn đi, tôi không đói. Sao? Bộ chăm sóc cho tôi ngần ấy năm tới bây giờ bà mệt mỏi rồi phải không? Hả? Bao nhiêu năm nay có bữa cơm nào á mà bà không ngồi ăn chung với tôi đâu? Sao tự nhiên bữa nay để tôi ngồi tôi ăn một mình vậy? Bà sao vậy? Có cái việc gì á thì bà cứ nói thẳng ra. Vậy bên nhà con Lê nó có chuyện gì hả? Bộ con Lê nó chưa đủ khổ hay sao vậy? Là sao? Thằng Mạnh nó có gái gú, nó phản bội con Lê hả? Thử không sanh cho nó thằng con trai, rồi có ngày nó cũng gái gú cho bà coi. Trời đất ơi, tôi tưởng là chuyện gì. Má con nhà bà tối ngày cứ bàn cứ nói cái chuyện con Lê hiếm muộn. Nè, thằng Mạnh nó cũng đã nói rồi, nó chỉ cần sống hạnh phúc với con Lê thôi là được. Có con thì tốt, không có cũng không sao. Ông nghĩ nó nói như vậy là thiệt lòng hả? Thử đi, thử không sanh cho nó một thằng con trai rồi coi nó đối xử như thế nào. Cái chuyện đó bình thường, nó không sinh được con thì nó đi kiếm con nuôi, vậy thôi chứ có gì đâu mà bà lo lắng dữ vậy. Vậy còn ông thì sao? Ông không có con trai, các chú cũng không có con trai, dòng họ Vũ Đức này sắp tuyệt tự rồi hả? Trời ơi, đang nói cái chuyện này cái xóa qua cái chuyện kia. Trời, thiệt vậy nữa hả? Trời ơi, tội nghiệp con trai của má quá đi. Được rồi, để đó má xử lý ba cho. Minh ơi, Minh. Anh đó nha, chơi bạn thì chọn bạn mà chơi, chơi với người phản bội vợ con, ảnh hưởng tới con nít. Con nó nói lên sự thật thì anh lại đánh nó. Ủa, em nói cái gì lăng nhăng vậy? Lăng nhăng cái gì? Con nó nói cho em nghe hết rồi. Nó nói là hôm nay anh đánh nó trước cổng trường. Nó nói không thích chơi với kẻ phản bội là đúng, chứ sai cái gì? Thiệt tình, toàn chuyện gì đâu không à? Con nó không hiểu thì anh sẽ nói cho con nó hiểu. Sao em lại nói như vậy trước mặt con? Thì chuyện cái anh bạn gì của anh đó, cha của con bé Trang My, anh chơi với ba của nó, nhưng con bé Trang My lại không thích chơi với thằng Minh nhà mình. Con nít gì mà nó khôn dễ sợ. Nó biết phân biệt phải trái. Anh là người lớn mà không biết ai nên chơi, ai không nên chơi. Nè, em nói cho anh nghe nha, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Chơi nhiều với ba cái loại người đó, có ngày phản bội lại vợ con, gia đình ly tán, hay ho cái gì mà chơi với chơi. Em thôi đi, em không có biết chuyện gì thì đừng có nói lăng nhăng. Ừ, cứ cho là em không biết đi. Nhưng mà nè, em nói trước, lần sau có việc gì thì từ từ thủng thẳng về mà nói, chứ không có đánh nó giữa đường giữa xá như vậy. Em là em không có đồng ý cách dạy con của anh như vậy đâu à. Anh đó, bây giờ xuống dưới ăn cơm rồi dọn dẹp. Em dẫn con đi ăn gà để bù đắp những tổn thất mạnh gây ra cho nó. Đi con.
Con tên là Nguyễn Thị An, con dâu đời thứ 36 của dòng họ Vũ Đức. Vợ của anh Vũ Đức Tân. Con cúi đầu xin gia tiên tiền cổng, cầu xin các ngài mở đường chỉ lối cho con. Nếu đứa bé kia đích thực là con trai của anh Tâm thì thực bụng con cũng chúc mừng. Vì giọng họ Vũ Đức đã có người nối dõi. Nhưng mà cứ nghĩ tới cái việc anh Tâm lừa dối con trong suốt 17 năm qua, còn giờ lẽ con riêng thì thực bụng con không thể nào chịu được. Con cũng tự khuyên ảnh là nên tiếp vợ mới để cứu đứa con trai, nhưng ảnh nói với con không cần phải làm như vậy vì ảnh yêu thương con. Con vì sanh đẻ mà phải cắt bỏ một tí, ảnh thương con còn không hết, lỡ nào mà phụ con chứ. Con tình ảnh bao nhiêu thì bây giờ trong lòng con đau bấy nhiêu. Con cúi đầu xin tổ tiên, xin tổ tiên hãy chỉ dẫn cho con. Và những cái những con là cái gì con phải làm, nhưng người đàn bà kia thì con phải làm sao đây? Con cũng xin tổ tiên hãy phù hộ cho anh Tâm, anh mau chóng bình phục, anh mạnh khỏe, anh sáng suốt để xử lý việc này. Con cũng cầu xin cho đứa con gái lớn của con mau chóng có đứa con trai, cho gia đình con được bình yên, khỏe mạnh. Con bị tên. Má nói mà cháu bồ con mà má quên hả? Con tắt lửa rồi đó, mém chút nữa là khét nồi rồi. Ừ, bữa nay má nấu cái gì cũng mặn hết đó, ba con ăn không được, thành ra má nấu cháo cho ba con ăn mà. Má đã ăn uống gì chưa vậy? Con cũng không muốn ăn gì hết á. Hay là bây giờ con chở má đi ra ngoài, hai má con mình đi dạo một chút cho nó khuây khỏa nha má. Được, để má múc cháo cho ba ăn rồi hai má con mình đi. Dạ. Đi con. Cho đi ngày tháng qua, cho đi hy vọng, chẳng biết bao lâu mình không thấy rồi mai đây hạnh phúc hay cô đơn lạc lối, thì anh hãy nhớ nơi đây một người từng yêu thương anh rất nhiều. Hãy subscribe.